Mời các bạn cùng theo dõi truyện ngắn Cô Cứu Gái Tân Thời của nhà văn Nguyễn Công Hoan. Nhưng có nhận cái tên ấy nữa đâu. Cứu là nghĩa thế nào? Nghĩ bao nhiêu, cô lại oán cha trách mẹ không đặt cho cô một cái tên mỹ miều. Mà chữ Nho nào thiếu gì tiếng hay, sao cô chịu mang cái tên nôm na xấu xí ấy mãi? Nhất là đi ngoài phố hay là ở chỗ đông người mà mẹ cô gọi Cứu ơi, thì cô đỏ mặt tía tai, hậm hực, lấy làm ngượng quá. Lại còn những chị em bạn cô, cứ những lúc ở bờ hồ hay thấy cô gặp một công tử quen nào là nhè ngay cái tên cúng cơm của cô ra mà réo quang quắc, rồi cười xúc xích. Nhiều lần cô đã van lại, xin rằng giữ sĩ diện cho cô mà gọi các biệt hiệu cô mới nhờ người tự đặt hộ là Bạch Nhạn ấy. Nhưng các mẹ danh tai ngược cứ vờ quên để bêu cô mới tức chứ. Cô Bạch Nhạn, phải đấy, bởi vì cô đã thề độc đứa nào còn bêu cái tên cúng cơm của cô. Cô Bạch Nhạn buồn lắm, vì cổ hủ hết cách. Cái tên đã là ca yêu sắc mà lại ăn mặc lưới cổ, ấy thế cũng mang tiếng là con gái hàng đào. Các bạn cô Bích Ngọc thì đã được mặc quần trắng và áo sáu khuy. Cô Song Khê đã được cạo răng, đến ngay như cô Mộng Lê mà bà cụ cũng chịu để cho đánh phấn và mặc áo màu nữa là. Ấy là chẳng dám so kè với cô Minh Nguyệt, được mẹ chiều chuộng quá mà cho phép đi học cả nhảy đầm ở nhà bạn trai đấy. Thế mà cô Bạch Nhạn ta, úi chào, động có chải cái tóc xòe xòe ra một tí là bị chửi liền. Ức nhất là quanh năm cô chỉ được mặc đồ thâm như người có chở, trông tối sầm như bà cụ. Ấy, giá cô không mua cái khăn nhung và nhờ bà mợ vờ đem lên cho, thì có lẽ bây giờ cô còn phải chít cái khăn sa tanh trông như con sen con nụ. Cô bực mình quá, sao lại có bà cụ nghiệt như mẹ cô bao giờ. Bà cụ tưởng cứ đánh phấn với mặc áo màu là đĩ cả đấy. Bà cụ đâu biết rằng các cô gái non bây giờ mỗi năm mỗi mốt thay đổi xoành xoạch, thi nhau mà quần nọ áo kia, mà có phải nhà cô nghèo kiết gì cho cam. Tiền của nhà cô tưởng có sắm ăn sắm mặc bằng mấy người ta cũng còn thừa nữa là. Nhưng bà cụ cứ bắt na bắt bét, bắt tập những nết ăn ý ở, bắt học những câu nói việc làm. Một hôm cô rình lúc bà mẹ ngủ mới khẽ lấy hộp phấn cô ti mà cô nhờ người mua hộ vẫn cất kỹ ở trong hòm. Cô đánh mặt cho rõ trắng, bôi cả nốt ruồi giả bên cạnh má. Cô ngồi soi gương ngắm đi ngắm lại một mình độ một giờ, rồi lại phải rửa mặt cho thật kỹ mới dám đi ngủ. Năm nọ cô có giấu mẹ may ngầm một cái áo lam, nhưng cô chẳng mặc lần nào. Đến bây giờ màu ấy lại là màu cổ mất rồi. Những lúc cô có việc đi cùng chị em thì cô thấy ê trệ nhất đám vì cách ăn mặc của mình. Cô than thở thì cô Song Khê suy rằng: tội gì, có tiền cậu cứ sắm văng đi, mẹ cậu có giết được cậu đâu mà sợ. Nhưng cô không dám làm liều thế, vì lỡ bị mẹ chửi thì cũng khổ. Cô Bích Ngọc cũng phàn nàn hộ cô: ở đời này mà cứ ăn mặc theo lối cổ thì bất quá lấy được anh giáo học là cùng. Những thằng cao đẳng nó chỉ ưa tân thời thôi. Thấy bạn vẽ cái tương lai, cô lại thở dài oán cái nền nếp nhà cô. Sao trời đã sinh cô ra là con gái, con gái phố hàng đào. Con gái phố hàng đào có nhan sắc, con gái phố hàng đào có nhan sắc của một nhà giàu. Đường thì đào tơ mơn mởn mà không được sinh trưởng vào một cái gia đình được ăn mặc tự do, để được xứng đáng với từng ấy cái mà cô được hơn người. Cô bực quá. Thỉnh thoảng cô ngồi trong hàng, ló mắt ngắm các tiểu thư đi ngang qua nhà mà đâm ghen. Nhiều cô thực là xấu, cái môi cong tớn, cái mắt ốc nhồi. Thế nhưng hễ ăn mặc đúng mốt tân thời thì trông không thấy xấu nữa. Thế thì cô tuy trẻ và đẹp, nhưng vì ăn mặc đen thì có lẽ cái nhan sắc cũng bị tiêu đi mất chứ còn gì. Gớm, thế thì chán thật. Cô thèm quá. Năm nào cô cũng lên hàng ngang vài chục lần để xem hàng mặc mới.
nhiều thứ đẹp và rẻ lắm. Cô ước ao, cô giở tung cả quận của người ta ra mà ướm vào mình, đứng trước cái gương, ngắm nghía thật kỹ. Cô lấy làm thích lắm. Rồi cô lại nhà bạn, mượn áo mới may để mặc thử, rồi đi lấy dáng tha thước, thì ai cũng phải khen. Bạch Nhạn nó mặc tân thời ăn lắm nhỉ, thử cởi cái quần thâm ra xem nào. Rồi họ lại nói, ừ, da cứ mặc trái xoan và người thon thả, thì ai mặc quần áo màu cũng nổi. Mỗi bận cô được khen như thế, thì về nhà cô lại đâm nghĩ. Cô mơ màng đến ngày cưới cô, quyết thế nào cô cũng xi mặc quần trắng và áo sa tanh hồng, thêu hoa to bằng cái bát. Rồi cô tưởng tượng đến người bạn trăm năm của cô, trẻ, đẹp, đẫy đà, cứ chiều chiều dắt cô ra bờ hồ hóng mát. Nhưng người ấy phải mặc quần tây, phẳng nếp, đầu chả thật bóng. Mà cô thì cầm cái mũ cho chồng, mặc lối tân thời, từ đỉnh đầu đến dưới gót. Cô mua đôi giày cao gót, mũi vá, may một cái quần lụa Nhật Bản có bốn nếp gấp ở lườn, lại khâu trái một đường ở ống, mà ống thì hẹp và vén gấu, một cái áo sơ mi viền đăng ten và thêu hai bông hoa ở hai bên ngực, một cái áo cánh kín tà dài đến hông cũng viền đăng ten xung quanh, và một cái áo dài sặc sỡ chi chít những hoa là hoa vẽ rắc rối như thời cục nước Tàu, một cái ví đầm bằng da hung hung trong có sẵn những đồ để trang sức. Cô sắm những thứ ấy nhưng không dám để ở nhà. Cô gửi đằng chị Bích Ngọc ở phố Hàng Trống. Rồi từ đó, mỗi buổi chiều, cô thu thu hộp phấn vào bọc, cô đến chơi nhà cô Bích Ngọc. Đến nơi, cô sổ khăn, lấy lược ra trải lại mái tóc, rồi sẽ lệch đường ngôi. Rồi uốn lại mái tóc cho cong xuống và thò ra mang tai. Rồi cô bôi phấn khắp mặt, tai và gáy. Rồi cô vươn cổ ra để xoa cho đều. Rồi cô dề dài cái môi ra để tô son. Nhưng cô bạn dạy rằng đừng nên bôi cả vào bề dày của môi mà xấu, phải làm cho cái miệng trúng lại, nghĩa là phải theo chiều cái môi mà vẽ đỏ một cái môi giả mỏng và hẹp hơn làn môi thật, gọi là môi quả tim. Rồi cô mặc quần trắng xếp cho thẳng, đứng ống. Rồi cô vận cái áo sơ mi, cái áo cánh và áo dài sặc sỡ vuốt cho phẳng phiu. Xong đâu đấy, cô lận đôi giày mang cá, ôm cái ví đầm, đến trước tủ gương mà đứng. Cô quay đằng trước, cô quay đằng sau, cô đi đi, cô lại lại, cô uốn éo, cô thướt tha. Rồi cô đứng yên, cô ngắm, cô bàn, cô bình phẩm, cô khoái lắm. Rồi trong độ nửa giờ, ngắm chán, cô chút hết bộ cánh ra, xin thau nước, lau kỹ cái mặt, rồi mặc quần áo thâm đi về. Ấy chẳng ngày nào là cô Bạch Nhạn không diện tân thời một mình một lúc như vậy. Có thế cô mới đỡ thèm, đỡ hậm hực. Nhưng những hôm mưa lướt suốt cả ngày thì cô nóng ruột quá, mà cứ đến cái giờ ấy, quái lạ, cô nằm bẹp dí, chẳng thiết làm cái phải gió gì cả.